Con Tôn Bố xin chào cô chú anh chị nha. Dạ anh ở gần đây hả? Dạ thì nãy phòng Tôn Bố thấy có mấy cô mấy chú mình đến đây mua hoa khá là đông ha. Dạ mình đến đây mình bán hoa giấy ha anh. Dạ, hoa giấy là nhiều ha anh ơi. Sao mình không lấy hoa họ hoa gì á? Chưa tại chưa Tết á. Dạ phòng Tôn Bố thấy ở đây là hoa rất là nhiều ha bà cô chú. Hôm nay mới là 17 mình ha anh mình ha. Dạ một gốc như vậy là anh bán bao nhiêu? Tùy heo à? Tùy heo hả? 200 mấy 300 có không? Có luôn hả? Có 400 không? 400 luôn hả? Dạ có cái chậu nhỏ nhỏ mà ngoài vùng á cái giá tay đó cái chậu đó gì? Chậu đó lấy 500. Wow. Khá là đẹp nha mà cô chú ha. Giờ nay mới có 17 thôi mà phòng số 1 thì lại thấy đây là cả ơi như rừng hoa ha. Dạ cái dáng này đẹp quá nha bà cô chú ha. Dạ thì nó có hai tông màu, tông màu tím với tông màu trắng ha. Ôi góc đẹp tuyệt vời luôn. Wow anh tài xế đúng rồi. Chỗ này nó còn nở dữ lắm nè, bốc cái thế vậy mà giờ mình kiếm có chậu sành á, chậu mình cái đầu bỏ vô mình bỏ nhà đẹp. Khá là đẹp nhưng mà cô chú ha, nó có cái thế. Có nhiều hơn cái thế không? Nghiêng đâu. Chị làm tài xế ha. Dạ chị tài xế. Rốt cuộc anh mình với chị mình là đi rồi. Bye bye. Yeah. Cái chậu này là giá 500 ha. Anh chị mình rèn tới rèn lui anh chị mình mua không được. Không có trả ha. Dạ. Hồi hoa giấy không. Có mấy cây hoa tài, hoa tài đây ha. Dạ. Yeah. Còn chú ơi cái ủa cái này mình nắng mình tưới được luôn hả? Được luôn ha. Mình tưới gấp phải không? Thì bây giờ theo chắc phòng mốt đi ra ngoài nha nhiều cô chú ha. Đó mấy anh mấy chú mình đang có tưới hoa và tưới những cái gốc cây nè. Gốc bự không to được không nha mà cô chú ha. Dạ. Hello chào ông chủ nha. Biết không? Ông chủ đây hả? Hello chào ông chủ mình nha. Đừng có chuyển qua chuyển ở đây vậy. Nói vậy chứ quen hết nè. Không có rồi hôm nay là phòng số 1 thấy hoa giấy không nha một chút. Đặc biệt bên đây là cái gốc bự ha. Dạ bên đây là gốc bự. Cái màu hơi lợt, còn bên đây là cái tông màu hơi đậm xíu. Mà cái gốc thì gốc nhỏ không có thế bên kia ha. Bên kia cái dạng bonsai. Dạ. Còn mấy anh này đang ở trên cái này gọi là cái sống đời. Dạ. Sống đời ha. Ngày nghe nói là bữa nay hay mai. Nghe nói hình như bữa nay hay mai giờ mình về bọn họ ha anh mình ha. Dạ, họ giờ trước mắt là mình về họ giấy với con gà sống đời trước ha. Hỏi cũng soi ha. Chiều nay hay ngày mai? Chiều nay ha. Dạ. Anh này ở nghe nói nãy nghe nó kể nghe tên con quen gì đó mà ở khu phố 4 mình này luôn không? Này là anh em này Phong Nhã nè, mình là Phong 61. Nhưng mà nghe cái anh nãy ở ngoài đó anh nói không biết Nhã. Biết. Còn này mình không có biết sao mình kỳ của ta. Mình không biết ai hết nè. Phong Nhã đó. Phong Nhã. Có Toàn nữa không? Có Toàn nữa. Phong Nhã Toàn. Toàn giờ nó chụp hình đó hả? Toàn giờ chụp hình đúng rồi. Còn những chạy taxi. Dạ. Yeah. Là cái đất này là mình mượn người ta hay là như thế nào? Hay đất của mình, đất nhà luôn hả? Từ đằng đắng đâu mình đất nhà này cũng
của anh em không anh? Anh em không? Anh em có định tự đằng đẵng chí đằng này luôn. Đằng này dầm lên tới nhà rồi đó. Và từ cái giáp sở cục su thì cậu chung đất nhà lên tới cái lên tới trên nhà trên đó luôn. Trên nhà trên đó luôn. Dạ. Dầm của anh em đó. À, thì cũng của anh em không vậy đó. Chia nhau người miếng miếng vậy. Mỗi một người thấy không nhiều 20 mét ạ. À. Cái này 20 mét. 20 mét. Còn bên kia đứa 15 mét. 15 15 mét. Cái già này hơn 20. Hơn 20, con già này hơn 20. Chiều sâu bao nhiêu mà mình? Sâu này sâu của ổng là 6 mấy, cái này 5 mấy. À. Nó bị xéo xéo, nó bị xéo xéo. À, con kia chắc 4 mấy. Xéo hai cái đường. Xéo xéo hai cái đường đúng rồi. Mình lấy qua xe đét hay lấy đâu? Bến Tre hả? Dạ. Nhà mình có xe nhà hay là mình tự chi trả luôn, thuê luôn ha. Dạ, anh mình thuê luôn nhà bà con cô chú ha. Dạ. Thôi à, hình như năm nào mình cũng bán đây hết mình ha. Dạ, năm nào cũng bán đây ở đây rồi. Đối diện đây là Hoa Viên nha bà con cô chú ha. Dạ thì hôm nay là mới có 17 tháng chạp thôi. À, dự kiến là 23 thì mới rậu ha anh mình ha, trên 23 mới rậu ha. À, còn nay là chỉ hơi lệ tệ lắc đác thôi. 23 24 25. Dạ, tới 29 28 luôn. Dạ, 28 29. Dạ. Thì hồi nãy phòng số 1 vô trong Hoa Viên là đã thấy có rồi ha, có mộ của con Nam Dương Linh. Thì mua hôm qua là mua 4 cặp, có 2 cặp tức là 4 cây mà không biết mua cái dựa nào không, không biết ha. Dạ, nó có anh chị đang có vần vần nữa kìa, đến để mua hoa. Dạ. Trời ơi, đổ hết như đây chắc không biết bao nhiêu tiền nữa ha anh mình. Khẩm ha, vốn ha. Trời ơi, không có giỡn đâu. Nhưng mà cái đó cũng của nhà mình, tất cả là anh em mình không ha. À, của người em. Ôi, vốn bỏ ra cũng nhiều rồi con chưa. Trời hôm nay cũng là khá là nắng ha. Nhưng mà trời nắng về thì đi ghi hình thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ, yeah. À. Mấy cô mình đang có đi lựa nha con chú, hay đi lựa cái lá cẩm thạch, cái màu cẩm thạch xa xa kia kìa, nắng lắm rồi con chú. À thì chiều nay hoa về thì ngày mai là sáng ngày hai khoảng chừng 8-9-10 giờ cho nó nắng lên hay quay nó mới cảnh mới đẹp nha mà con chú á. Ôi cây màu tím thằng đẹp ghê không. À, màu tím này cái thằng này gốc à, đẹp tuyệt vời nha bà con chú ha. Thì đến đây phòng số 1 cũng xin kết thúc clip nha bà con chú ha. Dạ. Thì của clip phòng số 1 xin chúc tất cả bà con cô chú mình được hết thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc. Dạ, nhớ ủng hộ kênh phòng số 1 ha. Dạ, phòng số 1 thành công, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào.